mới lắp máy lạnh giá tốt lắm. Chắc chưa? Máy lạnh điện máy xanh giá rẻ quá nè. Anh mua rẻ mà. Máy lạnh Panasonic Inverter một ngựa giá 11.390.000. Rẻ quá. Miễn phí giao lắp ống đồng trị giá 1.300.000. Giá rẻ quá. Miễn phí hai lần vệ sinh máy lạnh 300.000. Trả góp không lãi suất. Giá rẻ quá. Mua máy lạnh Panasonic đến điện máy xanh giá rẻ quá. Tiếc nước rồi. Điện máy xanh giá rẻ quá.